Nay tôi cũng sang thăm gia đình mình, thăm cái Khánh với lại hai đứa Sam So, và có lời xin lỗi bà. Còn lỗi phải gì nữa? Hôm trước bà thông gia với chị em thằng Đức đã sang đây nói chuyện rồi, cũng không phải cắn đắng nhau mãi làm cái gì. Tôi bảo với con Khánh là sau cú vấp này thì lại bước tiếp thôi. Vợ con tôi sai, mà sai cái gì chứ, sai cái đó thì không thể tha thứ được bà. Nhưng tôi thương vợ chồng thằng Đức, cái Khánh, thương hai đứa Sam So. Vợ chồng chúng nó sống với nhau, có cãi nhau, bát đũa có khi xô, nhưng bà cũng biết đấy, gia đình nào mà chẳng có chuyện. Vâng. Quan trọng là tôi thấy chúng nó yêu thương nhau thật lòng. Vâng. Sau này tôi cứ trách thằng Đức là khi có chuyện sao không chia sẻ với mọi người mà cứ im ỉm giữ một mình. Có chuyện gì thế hả ông? Khi chuyện của cái Khánh xảy ra, thằng Đức đi khám, họ trả nhầm kết quả, nó cứ nghĩ là nó bị ung thư sắp chết. Nó thương cái Khánh, không muốn cái Khánh phải khổ, cho nên nó nhân cái chuyện đó nó đòi ly hôn. Ôi giời ơi, sao nó lại dại thế không biết. Bảo sao tôi thấy chuyện vô lý như thế mà cái thằng Đức nó cũng tin được. Nó cứ nằng nặc đòi ly hôn cho bằng được. Thế chuyện này cái Khánh nó biết chưa hả ông? Không, Ông ơi, thế này nhà nó có cơ đoàn tụ ông nhỉ? vâng, thực ra là tôi cũng nghĩ như bà, nên hôm nay tôi mới sang đây. Tôi mong bà cùng với tôi vun vén vào cho chúng nó để chúng nó được quay lại với nhau. Vâng, thật ra cũng là con mình cả. Vâng. Tôi mong là chúng nó sai thì biết sửa bà. Vâng. Thế thế mình thử buôn vào cho chúng nó xem như thế nào ông nhá. Vâng. Rồi tôi sẽ nói chuyện với cái Khánh. Nhờ giời mà gia đình chúng nó đoàn tụ thì mừng quá ông nhỉ. Tôi cũng chỉ mong có thế thôi cả. Vâng. Ông xin nước đi ạ. Nào, ăn đi ăn đi. Hôm nay ông khao nhá. Ôi bánh Bữa to. so này, mà này, so từ ngày ăn cơm bà ngoại, ông thấy trộm vía chứ mập mạp hẳn lên đấy. Còn Sam thì vẫn thế, con ăn ít quá hay sao ấy, chỉ thấy dài ra chả thấy béo lên tí nào cả. Ông ơi, bà ngoại con nấu ăn ngon lắm ông ạ. À thế à? Tại chị Sam ăn ít đấy chứ. Đúng rồi. Ông ơi, không phải cả ton ấy, mà tại do ăn nhiều thôi. Nào, thế Sam phải rút kinh nghiệm nhá. Sam cũng phải ăn nhiều lên con nhá, Vâng gầy ạ. quá đấy. Cả nhà ăn đi. Hôm nay ông vừa sang bà ngoại đấy. Ủa sao nói chuyện gì ạ? Thì tất nhiên là chuyện của anh với cái Khánh rồi. Tôi sang nhờ bà ấy giúp để hai đứa quay về với nhau chứ còn gì nữa. Thật hả ông? Thế là bố mẹ con quay lại rồi. Quay lại rồi đấy. Là kết hôn, là kết hôn lại Đúng đấy. Rồi. Ông ơi con thích quá. Nhưng mà liệu cái Khánh nó có chịu không? Thì con nghĩ là chuyện này cũng không vội được đâu, bởi vì con nói chuyện với Khánh rồi. Nhưng mà anh tính thế nào thì tính, cái chính là mong muốn của anh thế nào thôi. Đây, còn hai đứa đây này, anh lo mà xin lỗi nó đi. Bà nội, thế thì mai này bà đừng bắt nạt mẹ Khánh nữa nhá. Đúng rồi bà ạ, bà đừng chơi bà ngoài nữa nhá. Bà biết rồi, bà sẽ thay đổi. Bà xin lỗi được chưa? Bà thấy không, trẻ con giờ nó ghê lắm. Thực ra ấy mà, người lớn làm cái gì trẻ con nó biết hết. Cho nên nhìn cây mà sửa đất, nhìn con cháu mà sửa mình thôi, chẳng bao giờ là muộn cả nhá. Thực ra thì con thấy chuyện này cũng không vội được.
Thế nên là bố mẹ cũng đừng thúc giục quá. Thôi, cả nhà mình ăn đi. Ăn đi. Ăn đi, đi, ăn đi. Ăn đi. Không mời cả nhà. Không mời cả nhà ăn ạ. Rồi. À, bố ơi. Đi. Ăn xong, bố mẹ lại quay về với nhau nhá. Bố, mẹ, con và em So, cả nhà mình hạnh phúc bố nhé. Yeah! Ba thương con vì con giống mẹ. Mẹ thương con vì con giống ba. Cả nhà ta cũng thương yêu nhau. Xa là nhớ, gần nhau là cười. Heo! Chạm cốc! Thật chứ mẹ về ở với bố như này con thấy yên tâm hơn đấy. Mà cái con thương ấy, bỏ đi Sài Gòn cũng không thèm chào bố mẹ lên một câu. Sao mẹ lại có cái đứa con tệ hại như nó chứ? Ôi, bây giờ bà ấy lớn rồi, bà ấy phải tự chịu trách nhiệm với bản thân mình ấy chứ. Mẹ cứ lo làm cái gì? Tôi với bà không dạy được nó thì cuộc đời sẽ dạy cho nó mà. Được. Con có giận mẹ không? Con có trách mẹ không? Con không trách mẹ. Nếu như có trách, con chỉ trách bản thân con thôi. Nếu như con bản lĩnh hơn thì tất cả những người xung quanh con đâu phải khổ thế này. Con cứ yên tâm, bà thông gia cũng muốn vun vén vào cho hai đứa đấy. Mà hôm nay bố không gặp được cái Khánh, bố sẽ gặp nó sau. Chỉ cần con kiên nhẫn là thành công thôi. Bố biết tính cái Khánh rồi nhé. Thôi bố mẹ về đi. Thế nào về nhà nhớ báo cho con biết nhé. Thôi. Bố mẹ về nhá.